doanh nghiệp tổ chức chương trình, nhưng tờ giấy mời cũng không có nội dung gì cụ thể và đa phần người tham gia chỉ lưu tâm đến dòng chữ được in đậm ở đây. Đi bộ thì cũng phải ăn phở, đi xe ôm mất tiền, đi xe đạp thì mất sức, mà đi xe máy thì phải đổ xăng. Trước khi ra về thì mỗi mẹ đều được nhận 100 ngàn đồng tiền mặt hỗ trợ chi phí xăng xe và đi lại, có được không ạ? Nhất trí không ạ? Điều kiện để nhận 100.000 đồng hết sức đơn giản. Để nhận được 100 ngàn đồng đó, các mẹ phải vượt qua thử thách đó là gì ạ? Ngồi lại với chương trình để lắng nghe chương trình. Tại một điểm bán khác, do lượng khách quá ít, người bán còn nghĩ ra cách để gia tăng số lượng người tham gia. Ai mà mời được một người thì thưởng một cái chậu, ai mời hai người thưởng hai cái chậu. Càng nhiều người đi thì nó thưởng càng nhiều. Và ngồi từ đầu là nó cho mỗi người một chục đũa đầu tiên và chục thìa và một cái quả bóng điện tiết kiệm điện. Cho thì tôi nói xong tiếp tục là nó bán, nhưng mà bán thì tôi không mua. Tặng tiền và tặng cả quà để mong có nhiều khách, nhưng không phải ai muốn cũng có thể tham gia sự kiện này. Thì họ khuyến khích là mời toàn người già. Những người già thì người ta có một số tiền tích góp của con cái người ta cho, và người ta không có cái suy luận gì là hàng đắt hay hàng rẻ, bởi vì người ta không va chạm những cái đồ này hàng ngày. Mua bán người ta không biết. Sau khi lựa chọn đối tượng dễ lừa, thì chiêu thức then chốt để móc được hầu bao của người mua chính là việc liên tục trao đi những món quà tặng dưới danh nghĩa tri ân khách hàng. Họ còn biết thúc giục quyết định chi tiền của người tham gia bằng cách luôn giới hạn thời gian mua hàng. 26, 25, 24, 23, 22, lên làm gì? Nhanh thế. Thôi rồi, hết giờ. Ban đầu, tất cả sản phẩm đều được bán đúng quy trình là thu tiền rồi trả tiền. Việc này còn được lặp đi lặp lại để người tham gia nghĩ đó là quy luật của cuộc chơi. Nói tặng là sẽ tặng. Khi nào bảo con ơi mẹ thích rồi, tặng luôn. Được chưa? Nói được làm được. Được chưa? Rồi, ai thích tặng nào? Vật chất quyết định ý thức nên những khoản tiền cứ thế được trao đi. 650 ngàn đồng trên một chiếc trà này. Đắt hay là rẻ? Đắt. Rẻ hay đắt? Đắt. Thế đắt sao vừa rồi mình mua nhiều thế? Mua nhiều là được quá. Cái nồi 4 triệu 6 thấy người ta mua nhiều quá thì mình mua. Mục đích của bà khi mà bà mua cái nồi đấy là bà đợi người ta trả lại tiền cho bà đúng không ạ? Đúng rồi. Nó trả lại, nó bảo nó giá trị 2 tạ gạo bằng tiền cái nồi. Mà lấy tất cả ai cũng tin. Vì buổi sáng đang trả lại rồi. Cũng vì tin là cứ mua hàng rồi sẽ được nhận lại tiền, người phụ nữ này còn bỏ ra hơn 20 triệu đồng để mua các sản phẩm mà thậm chí mình còn không thể dùng hết. Nó mua trả lại, chật tinh xong nó chạy chạy mất lôi của tôi, nó không trả. Liềm vui của tôi ba cái liềm vui rồi là 4 triệu 6 một cái. Gần 14 triệu ba cái phiếu liềm vui của tôi rồi. Đấy. Bỏ tiền để mua phiếu niềm vui, nhưng điều nó mang lại chỉ là những nỗi buồn.